Quy nó bận gì có đeo phù hiệu kìa. Sao vậy em? Mà sao rách rưới quá nè. Cái này là cái xu thế thời trang mới đó anh Nghĩa. Nó xịt chích tay, đường phố. Ủa em còn đeo cái thẻ bài gì đây? Đó là cái thẻ nhân viên sửa điện á. Cái bảng chấm công. Ý gì vậy? Bùa bình an. Nói chung là bộ đồ này của em là một cái báo hiệu là chiến thắng ngày hôm nay của em ạ. Em muốn về đội nào để giành chiến thắng? Em mình chọn phong thủy về tóc đi anh. Tóc thì sao? Không nha, về chọn là mình phải đấu tranh rất là công bằng. Tranh có quyền, chị đại mà. Mình đẹp có quyền. Hay quá, về Trấn Thành luôn, hai cái súp lơ của tôi cho. Xin lỗi nha. Em không còn sự lựa chọn, về với Trường Giang đi. Đây. Về Trấn Thành. Đây nè. Em về em sửa hết cho. Các bạn ơi, tụi tôi dính líu với nhau. Đây, nhìn đây. Rách đây. Đó. Các sinh của tôi là vô à, đừng đùa. Này, đây. Đây. Đây, đây. Bùa bình an, chuỗi bình an. Không có giận cái đường cam nó nhất quá. Cái màu chổi ơi nè, là chổi. Giang, đứng yên đi. Nè Giang làm đứng yên coi. Nè, nhìn nè. Y như hai vợ chồng quán gia thời điện qua sửa. Đây. Thưa tất cả khán giả, em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em. Ánh mắt nhà nghề ghê không? Trời ơi, không thấy ánh mắt ba gai lắm luôn đó. Thiệt. Cái thái độ đó một lát mà hát dở, trời đất ơi, nó đã lắm. Cái ban biên tập sẽ tua là cái đoạn đây là ánh mắt nhà nghề. em sẽ quay lại lợi hại hơn xưa. Okay. Rồi để thử của em lợi hại đến đâu. Coi con cầm nó bông gì đây. Hoa tú cầu. Hoa tú cầu. Hoa tú bán bồn cầu. Thôi em, mình nói là bạn ấy bán trái cầu vậy đi. Trái cầu. À là cái phải có hoa mà khổng tú cầu mà bự ở trên. Đúng rồi. Đà Lạt á. Khổng tú cầu hả? Khổng tú. Vậy là giống khổng tú huynh. Alo. Quay tiếp mình nhìn. Em để ý gương mặt bạn này nhiều hơn bởi vì bạn này có những cái đốm đỏ mụn trứng cút. Mụn xuất phát từ việc chúng ta trang điểm nhiều, mang tẩy trang không hề kỹ. Em nghĩ bạn này là có đi diễn hàng đêm nhưng vì vội quá tẩy một lớp nền sơ không em, tẩy sâu. Nói chuyện đàn ông chút thôi. Tại vì bạn này đi hát về đêm anh. Đúng rồi. Mệt quá. Gồng chi mệt vậy? Gồng mệt. Gồng thấy giả liền. Không có tẩy trang sâu á. Nghĩ bạn này là ca sĩ hát ở những phòng trà. Bởi vì có mụn cho nên nghĩ là ca sĩ. Còn em không có mụn thì em bớt hát đó. Mà tướng ngồi hàng của bạn rất là quý sơ tộc. Đúng rồi. Người hàng người ta thường ngồi tướng vậy mà. Chân trước chân sau. Trời ơi. Em làm giống hơn bên đây luôn á. Thì đó. Ý em là vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy Quê? Ê, nó nghe nè, dạo này hình như Quy nó có thay đổi chanh gì đó phải không? Chanh, mất đường trai rồi. Giờ có đường đương gái được chị rồi. Mất đường gái. Quy ơi Quy. Dạ. Anh đề nghị em dọn nhà đi Quy. Ủa sao vậy anh? Em ở quận nào cái em loại người ta quận đó hả? Em nói từ đầu mà, em có mắt tin người lắm. Em nhìn là biết hát hay, em loại liền. Ở lộc. Cáo trở. Bé nó hát hay như vậy, giọng nó lạ như vậy. Tại mặt bé. Mặt bé sao? Mặt bé muốn khóc quá. Tại bà ngất. Mấy anh chị, loại người ta bây giờ ta mới muốn khóc. Đúng nè. Em ơi, từ đó tới giờ em có thích Ngô Kiến Quy không? Dạ, em thích anh Thỏ Đen. Anh Thỏ Đen là nó đó. Bớt thích lại giùm anh. Nghĩ thích luôn chứ bớt thích gì. Anh Ngô Kiến Quy ơi, chị em hỏi một câu được không? Rồi đó. Rồi xuống đi. Thôi em tới. Em. Thôi, em tới. À mày coi này, tới đây, tới đây. Xuống đây anh. Hồi nãy á, cái phần trình diễn của em là bài Đen Đá Không Đường, anh có thích không ạ? Đen đá không đường, anh rất thích. Còn em thì thích anh. Vì em đã ta loại mình mà vẫn yêu à. Anh Nghĩa, mình đổi luật chơi được không? Mình không. Yên dại khờ quá, yên dại khờ yên quá dại khờ. Anh Quy, Quy, em một câu thơ dành tặng cho anh. Đọc. Anh đã chọn số 6, anh có sợ quả báo không anh? Theo anh mà. Huy. Dạ. Đi về chỗ ngồi con. Dây déo, gieo dắt tình cảm lừa lừa à. Ba ơi, phụ huynh trừng phạt mà còn nói sai văn nữa. Gieo rắc nói dây déo. Dây déo. Phụ huynh giận. Phụ huynh nói lẹo lử.
Trời ơi, em nghĩ bài này hát rất hay. Tại vì tại vì bạn ấy che cái tờ giấy trắng đó ngay trước con mắt nhà nghề của em. Hay quá Huy ơi, thiệt em thật là sáng suốt. Làm sao qua mắt em được? Kiểu mới coi thường em đúng không? Dĩ nhiên rồi, giờ đây con dằn mặt em bằng cách là quay tấm hình của em đi, chậm rãi bước. Chọn mà nè, tại sao không chọn hình ai ở đây đó, mà lại chọn hình Ngô Kiến Huy? Đúng ta rồi, mong ước được hát cùng với Huy. Đó. Hát hay quá mà tới giờ làm MC nổi trội hơn đó. Vất tâm là như thế đây. Trời ơi, sụp. Thôi vô đi, vô đi. Vô vô vô. Vô 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 vô. Người ta nói đúng rồi, vô. Đắng cay là như thế đây. Em chắc chắn bài hát không hay. Cái gì lồ lộ như vậy? Chứng minh ca sĩ như vậy chắc chắn không phải là ca sĩ. Ừ. Em rất là kiên quyết với lại cái chính. Em nói cái gì? Cái chính gì? Hả? Em chỉ cần nói cái qua đêm gì á. Nước. À, không hay. Tại vì anh muốn cho Huy nó có một cái cơ hội để chứng tỏ cho mọi người biết rằng à, dầu sao cũng đã từng là ca sĩ. Nó không những không chứng minh được nó đã từng là ca sĩ mà bây giờ nó chứng minh là nó không nên làm MC luôn đó. Đi đi anh. Ngồi. Rất giống như cú thất Huy. Cái bài vừa rồi y như nhạc cúng thất của Trường Giang với Ngô Kiến Huy vậy đó. Đúng là con mắt nhà nghề có khác. Đây là lúc mà em phải nói lên cái chính kiến của em. Gì hả? Đó là con mắt nhà nghề của em. Hay thiệt. Chọn đúng người luôn. Hay quá, giống như từ đầu giờ chẳng qua anh biết em giả bộ thôi em. Trời ơi. Em thấy kìa. Qua đây mới thấy được sự thâm độc của Ngô Kiến Huy. Không, đừng lại có thâm độc chưa hả? Thuyết không âm mưu. Không thấy sự âm thâm độc của Ngô Kiến Huy, chỉ thấy cái sự tráo trở của MC Đại Nghĩa. Hay quá. Không, anh phải dùi em, anh phải dập em thì bây giờ cái sự mà em tỏa sáng nó mới có giá trị chứ, đúng không? Em tin anh mà. Em quá tuyệt vời. Bởi vì ngày hôm nay chiến thắng của anh, chiến thắng của em gói gọn một chữ một. Hên. Bây giờ em lo gần chết. Em ơi, khi người ta chiến thắng, anh em mình chỉ là hạt cát vô nghĩa. Ngày hôm nay chiến thắng của anh, chiến thắng của em gói gọn một chữ một. Hên. Anh em mình chỉ là hạt cát vô nghĩa. Chào, mình chấp nhận kiếp làm nhà thơ. Ngồi xuống đi Huy ơi, đưa micro cái đây này, cầm đây anh đưa em về đó. Đi về đó. Hồi nãy chị chiết cho lòng cuối ghê không. Đi về. Trời ơi, ngồi xuống vì một bài hát mà anh Nghĩa chịu làm kiếp thái giám. Trời em ơi, gió chiều nào mình theo chiều đó đi, mình sống mới lâu, mình sống mới bền.